Rồi, xin chào các bạn. Cái âm thanh rất là hay mà các bạn vừa được nghe, nó đến từ một cái loa có thiết kế giống như một cuốn sách như thế này đây. Rất là đẹp, rất là trang nhã. Nó đến từ thương hiệu B&O và tên đầy đủ của nó là Bell Sound Emerald. Nó có một thiết kế theo cá nhân mình đẹp nhất mà mình từng được trên tay. Và nó cũng là cái loa có chất lượng âm thanh trên kích thước thân vỏ ấn tượng nhất mà mình từng được trải nghiệm. Vậy thì cụ thể cái loa này nó có thiết kế như thế nào? Nó có những tính năng gì và nó đặc biệt là làm sao? Mời các bạn hãy cùng theo dõi trong video trên tay này của mình. Rồi, đầu tiên là mình sẽ nói về thiết kế của loa này ha. Nó sử dụng 4 loại vật liệu khác nhau, trong đó là gồm có gỗ nè, vải nè, nhôm và nhựa. Nhưng mà những thứ mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất và chạm vào nhiều nhất đó là gỗ và vải. Gỗ là sẽ được dùng hai mảnh lớn cong ốp ở hai bên thành của cái loa như thế này. Vải là khu vực phía trước, đây là vải dệt ha. Thì hai cái vật liệu gỗ và vải này cho chúng ta cái cảm giác sờ và cầm nắm rất là thân thiện. Mặc dù thì cũng không ai cầm một cái loa cố định lên đâu, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình khui hộp cái loa này ra và mình trải nghiệm nó những cái lần đầu tiên nó rất là đã. Kiểu dáng thiết kế nó có chiều cao là khoảng 25cm ha, chiều rộng là khoảng 16cm và cái điểm dày nhất của nó thì chỉ có khoảng 6-7cm thôi, cho chúng ta có cảm giác nó giống như là một cuốn sách vậy. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, khi mà chúng ta nhìn trực diện này thì nó rất là mỏng ha. Các bạn hoàn toàn có thể đặt nó ở trên những kệ sách và nó sẽ lẫn vào trong những cuốn sách của chúng ta luôn và nó phát ra những âm thanh rất là hay. Và cái thiết kế khu vực phía trước này nó làm bằng nhôm nè và có khắc laser chữ B&O. Cái khu vực đế này nó rất là vững chãi ha, và nó giữ cho toàn bộ cái loa có tổng trọng lượng là 1.3 kg đứng rất là chắc chắn, đánh ra những âm thanh rất là chắc, rất là đã, chứ không hề là bị yếu hay là bị rung. Và cái phần trên này thì chúng ta sẽ có một cái bộ điều khiển cảm ứng. Chúng ta có một cái nút ở giữa là cái nút để bấm chơi nhạc và dừng nhạc, hai cái nút qua lại là để qua lại bài, và cái vòng xung quanh này là cái vòng tăng giảm âm lượng cảm ứng. Chúng ta sẽ xoay cái vòng đó theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng và ngược là để giảm âm lượng. Và chúng ta sẽ có hai cái nút kết nối Bluetooth và cái nút để kích hoạt trợ lý ảo. Bốn cái nút ở dưới cùng đánh số 1, 2, 3, 4 này là để lưu những kênh radio hay là những cái kênh podcast mà chúng ta hay nghe. Rồi ở dưới đấy thì chúng ta sẽ có một cái hộc là để chứa các cái cổng kết nối ha. Và chúng ta luồn cái dây ra thì chúng ta thấy nè, nó được che chắn và chỉ có một phần dây đi ra như thế này thôi. Nhìn nó rất là gọn và rất là đẹp ha. Và cái sợi dây B&O cho theo nó cũng rất là dày dặn, cứng cáp và rất là thẳng. Đó, có nghĩa là họ để ý tỉ mỉ đến từng chi tiết một, từng cái phụ kiện của họ. Khu vực rãnh này thì nó là vừa là khu vực thoát âm, vừa là khu vực thoát nhiệt ha. Khi mà loa phát nhạc thì ở phần trên này nó sẽ hơi ấm ấm, hơi nóng một tí xíu. Cho theo bên trong cái loa thì chúng ta sẽ có một cái cục nguồn ha, có tiêu chuẩn cắm là cái đầu cắm của Việt Nam luôn, rất là tiện lợi. Nó sử dụng cổng C, nó cũng rời luôn. Và công suất của cục nguồn này là 45W. Đó, có thể là các bạn tận dụng cái cục nguồn này để xài cho các thiết bị khác cũng được nữa. Rất là tiện, cục nguồn rất là mạnh. Rồi, về cái chất lượng âm thanh của con loa này thì nó được trang bị 3 cái củ loa khác nhau ha. Có một cái cục loa trầm 4 inch, một cục loa trung 1,45 inch và một twister là 0,6 inch. Tổng công suất của con loa này nó có thể đạt tới là 120 W và âm thanh tối đa lớn nhất nó có thể phát ra lên đến 92 dB ha. B&O nói rằng với cái thiết kế loa này, với cái công suất và cái âm lượng tối đa mà con loa này có thể phát được thì nó sẽ tối ưu cho những căn phòng có diện tích từ 5 đến 30 m2. Và có nghĩa là nó sẽ rất là thích hợp cho những bạn ở chung cư, ở căn hộ và những cái căn phòng của chúng ta như phòng khách nè, phòng làm việc nè, hay là phòng ngủ nè, thường nó sẽ có cái diện tích từ 30 m2 đổ lại. Và nó cũng có khả năng đồng bộ với những cái loa khác để tạo thành hệ thống stereo ha. Vì cái loa này nó khá đắt ha, nó tới 20 mấy triệu một cái lận. Anh em nào mà rủng rỉnh tiền, anh em nên mua hai cái đặt ở hai bên kệ sách đó, cho nó lẫn vào, và chúng ta sẽ có một dàn âm thanh tuyệt vời, rất là tinh tế mà vẫn rất là hay. Cá nhân mình đã nghe cái loa này liên tục từ hôm mình lấy về đến giờ và mình cực kỳ thích âm thanh của nó. Cho dù là mở nó ở âm lượng nhỏ hay là âm lượng lớn thì nó vẫn rất là chi tiết, vẫn thể hiện được rất đầy đủ những cái giải mà mình muốn nghe. Tai mình thì cũng không phải là quá khắt khe, nhưng mà cũng không phải là tài trợ ha, mà kiểu nghe gì cũng được. Mình cũng rất là chú ý đến những thiết bị âm thanh của mình. Và thực sự là cái con loa Bell Sound Emerald này nó đã thuyết phục mình gục ngã liền ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó và nghe nó.
Rồi về các cái kết nối để nghe nhạc trên con loa này thì nó có cả kết nối có dây và không dây ha. Không dây thì nó có kết nối Bluetooth nè, AirPlay 2 nè, Spotify Connect nè. Đó, mình thường xuyên sử dụng nhất là AirPlay 2. Các bạn muốn nghe nhạc chất lượng cao thì nên dùng AirPlay. Rồi về kết nối có dây thì nó có cả cổng internet, cổng jack cắm 3.5. Nó dành cho anh em nào thích các kết nối có dây nó sẽ ổn định hơn. Cái loa này thì nó sẽ có giá bán chính hãng tại thị trường Việt Nam là 25 triệu, khá là cao. Nhưng mà những gì nó mang lại mình rất là hài lòng. Kinh tế mà rủng rỉnh một xíu thì chắc chắn là mình sẽ mua nó, vì nó sẽ là cái món wishlist của mình trong năm nay và năm sau. Tóm tắt lại những cái điểm nổi bật của nó mà mình thích: một thiết kế quá đẹp, sử dụng gỗ và vải, đặc biệt là gỗ tự nhiên, cho nên là mỗi một cái loa này nó sẽ có một cái vân gỗ khác nhau, không cái nào giống cái nào hết. Gỗ thì nó cho cái cảm giác sờ chạm nó rất là thân thiện, và khi mà chúng ta bày trí trong các không gian nội thất thì nó cũng rất là dễ để phối, rất là hài hòa ha. Rồi nó có thiết kế độc đáo giống như một cuốn sách vậy, nó dễ dàng ẩn mình vào trong cái kệ sách hay là nằm bên cạnh những cái tivi hay là máy tính của chúng ta mà một cách rất là đẹp, trang nhã và tinh tế. Rồi hệ thống nút bấm cảm ứng nhạy, dễ dàng xài, to. Rồi các cái kết nối âm thanh mới nhất hiện nay, tất cả những thứ đó đều được tích hợp trong một cái loa đẹp đẽ và gọn như thế này. Rồi anh em nghĩ sao về cái loa này? Anh em có thích nó không? Và trong cái dòng loa nhỏ thì anh em thích cái mẫu nào? Muốn mình chia sẻ hay là trên tay thì hãy comment với mình và comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long đến từ tinh tế.vn.